trong này chúng ta cũng sẽ phải in ra, chúng ta cũng phải thông báo rằng là bạn muốn hãy in, bạn phải nhập vào tên để mà xóa, tức là chỉ đích danh đến cái tên thuốc đó. Console dot try line. Nhập vào tên thuốc, nhập vào tên thuốc cần cần xóa. Đấy, chỗ này thì chúng ta sẽ thông báo cho người dùng biết. Ở chỗ này thì để lấy giá trị cho người dùng, thông báo cho họ rồi lấy giá trị người dùng nhập vào từ bàn phím, thì chúng ta sẽ khai báo một cái biến là in try đi, try thì biết đó, cái string try thì sao bằng là console dot street light. Ok, xong rồi. Nên chúng ta đã lấy được giá trị người dùng nhập vào. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ phải tiến hành tìm đến cái tên này để mà xóa nó. Nếu muốn tìm đến cái tên của nó gì thì chúng ta phải dùng cái hash table chúng ta mà tham chiếu đến một cái phương thức ở trong cái lớp connection này, ở trong cái hash table này, thì tức là cái tham chiếu đến cái key chính là cái tên, đúng không? Như vậy trong cái lớp connection nó có cái phương thức là contents key để mà lấy ra cái, để tìm và lấy ra cái key có trong hash table. Nghĩa là xem thử xem nó có trong hash table chưa, nếu không có thì không xóa được, mà nếu không có thì sẽ xóa cái đấy đi. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng cái điều kiện ở đây là thứ nhất là trong bảng hash table, đúng không? Trong bảng hash table chúng ta thì chúng ta sẽ tham chiếu đến cái thằng content key này, xem thử xem là cái phần tử chúng ta nhập vào ấy, người mà người dùng nhập vào là cái tên đấy, xem nó có trong cái bảng hash table không. Nếu mà không có thì không xóa được, thì thông báo lỗi. Thì còn nếu mà có thì xóa cái đấy đi, đen luôn. Đấy. Thế thì chỗ này thì chúng ta sẽ truyền vào cái gì? Truyền vào cái lựa chọn của người dùng, tức là khi người dùng nhập liệu vào, đúng không? Ví dụ người ta tên nhập vào thuốc Ampi chẳng hạn thì nó sẽ kiểm tra xem thằng Ampi này, cái tên thuốc Ampi này nó có chứa trong cái content key này không? Content key này không? Nếu mà có thì nó sẽ xóa, không có thì thôi. Đấy, tức là choi. Tức là cái giá trị người dùng nhập liệu vào. Rồi, sau khi mà chỉ ra được rồi thì chúng ta sẽ tiến hành remove nó hay là xóa bỏ, delete nó đi. Thì chúng ta sẽ lấy cái hash table này, dot dùng phương thức là remove cái lựa chọn người dùng đi, try. Ok, đấy thì nó sẽ xóa bỏ cái lựa chọn người dùng. Mà nếu như mà người dùng ấy mà tìm đúng tên rồi thì nó sẽ bỏ, loại bỏ mà không thương tiếc. Thì nếu mà người dùng mà nhập đúng tên thì nó sẽ luôn và trả về giá trị true. Chúng ta sẽ return true. Còn ngược lại thì sẽ là nó sẽ trả về giá trị false, tức là người dùng nhập không đúng tên vào thì nó sẽ báo là nó sẽ quay trở lại là không xóa được, đúng không? Lại return phone L return phone return true L return phone sẽ là if nó báo gì đấy L chung này chúng ta thiếu cái từ khóa return. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ comment cái chỗ này lại, coi như là phương thức của chúng ta đã hoàn thành. Public chúng ta kiểm tra lại xem đúng chưa. If bool. Ok. Chỗ này tôi sẽ comment lại đây là and đọc
delete methods. Ok rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi xây dựng cái phương thức tìm kiếm trong HTML, trong HTML đây gọi là cái phương thức là đi tìm một nửa trong cuộc đời. Nói vui thế cho các bạn nhé. Phương thức tìm kiếm này thì như tôi đã nói là nó đi tìm một nửa cuộc đời, tức là khi mà người dùng nhập vào những cái tên thuốc để người ta tìm ra thì nó sẽ thông báo rằng nếu mà tìm thấy thì sẽ liệt kê tên nó ra và thông tin của cái chi tiết của cái mục mà người ta tìm đó, còn không thì nó sẽ thông báo là bạn chưa được tìm thấy được một nửa đời của mình. Thì chúng ta sẽ khai báo như sau: public void tên là short. Ok, thì cái phương thức search này thì nó cũng hơi lằng nhằng, thì các bạn hãy chú ý theo dõi rằng là cái này là nó có hơi lằng nhằng, vì thế tôi sẽ nói kỹ về chỗ này. Thì trước tiên là muốn tìm, đúng không, muốn tìm thì chúng ta phải nhập tên, giống như phương thức delete, rồi muốn xóa thằng nào thì mình phải khai, phải gọi nó ra chứ, gọi tên nó ra mình mới xóa được chứ, đúng không. Nên tự nhiên xong thì bảo trong một lớp thôi, bảo hô ví dụ có một trong một lớp có một trong một lớp có 4 người tên là Tuấn hạ, hô thế là cô giáo hỏi gọi tên Tuấn, 4 thằng đầu thanh hô và sao chúng mày kêu to thế, và ta bảo thế nó bọn học sinh đấy bảo cô gọi Tuấn ai biết đấy là Tuấn nào, thế vì thế mình phải đích danh chỉ ra xem là Tuấn A, Tuấn B, Tuấn C, Tuấn D gì đấy. Thế thì cái chúng ta cũng phải nhập liệu vào như thế. Chúng ta sẽ khai báo này tên thuốc, đúng không, thì chúng ta sẽ khai báo string lấy giá trị nhập liệu từ người dùng, string string try. Các biến toàn các biến cục bộ trong này thì nó có ảnh hưởng gì đến đến các biến khác trong mỗi phương thức thôi các bạn nhé. Ví dụ phương thức cái biến try trong biến phương thức này chỉ dùng trong cái phương thức delete thôi, mà biến try này khai báo trong search thì nó chỉ dùng trong search thôi, không ảnh hưởng gì đến nhau cả, chẳng ảnh hưởng gì đến nền hòa bình của thế giới. Nói thế thì chưa thì lan man thì cứ cho nó vui. Try rồi, ok, control đốt try lại, thông báo cho người dùng biết là nhập tên thuốc cần tìm. Ok, hôm nay thì try thì sẽ bằng console dot read line. Ok rồi, cái chỗ này thì không có gì để mà nói, đúng không. Thế bây giờ chúng ta muốn tìm thì chúng ta phải có điều kiện, đúng không. Cái điều kiện nó gì? Điều kiện là khi mà cái chuỗi mà nhập vào ấy, chúng ta thì làm sao nó phải không nôn, đúng không? Tức là không nôn, tức là không trống, không rỗng, không bị rỗng. Thì chúng ta sẽ phải kiểm tra thế nào? Thì chúng ta phải dùng câu lệnh là if, dùng điều kiện if để mà chúng ta kiểm tra. If gì? Khi mà dùng lựa chọn vào, tức là try. Khi mà người dùng lựa chọn nhập vào cái tên nào đấy, tức là tên lựa chọn thì bằng try, đúng không? Lúc này tên thuốc thì không được trống, không được rỗng. Thì try dùng cái toán thừa phủ định là not, tức là không bằng nôn, hai dấu nháy như này đấy, các bạn tiện nhìn thì thế nào, thì cái gì, thì tiếp tục chúng ta sẽ phải kiểm tra tiếp tục xem thử xem là nếu mà không nôn thì phải kiểm tra tiếp xem thử xem trong tầng head table nó có chứa cái tên này không, tương tự giống như cái thằng delete này. Đấy, phải kiểm tra xem thử xem là nó xem tiếp tục xem nó có chứa trong HTML không. If này thì sẽ kiểm tra trong HTML và đốt cái thằng content key, đúng không? À, đốt content key để mà lấy ra cái gì, lấy ra cái tên, đúng không? Key tức là tên, trong này trong trường hợp chúng ta là key là tên, còn value chính là cái giá price. Thì
dùng mà nhập vào, khi mà người dùng nhập vào, được chưa? Rồi từ chỗ này các bạn là không có hiểu thôi. Thế này mà không hiểu nữa thì chắc các bạn phải học thêm tí tiếng Anh nữa, không thì nhiều lúc nói ra thì mình cứ mông lung thì rất là khó tiếp thu. Ở chỗ này thì content key này, tức là content, tức là chứa chứa chữ key để cho tiếng Anh thêm choice, lựa chọn của người dùng.